Truyện tích thứ 34, chuỗi hạt mân côi với Nico sư bà. Đêm khuya thanh vắng, mọi người đang ngủ yên thì có tiếng chuông điện thoại nhà thương Hồng Bàng gọi. Cha Nho, cha sở nhà thờ ngã sáu Sài Gòn nhấc ống nghe, có tiếng y tá trực mời cha đến gấp. Có một Nico sư bà xin được gặp linh mục trước khi bà chết. Cha nghĩ bụng, chắc đây là một sự lầm lẫn thế nào. Làm gì có chuyện một Nico xin gặp một linh mục trước khi qua đời. Dù sao, cha cũng đi ngay. Được sự chỉ dẫn của cô y tá trực, cha đến ngay phòng bệnh nhân. Thấy bà sư đang nằm liệt giường vì bệnh thổ huyết quá nặng. Cha chỉ hỏi vắn tắt mấy câu, xem có phải là người Công giáo không. Bà trả lời thều thào, tên thánh là Maria Anna. Cha biết ngay là người Công giáo, cho nên cha đã làm các phép liền, kẻo không kịp. Trước khi về, cha dặn cô y tá, nếu mai mốt bà tỉnh lại thì phải cho cha biết để dạy giáo lý thêm. Quả thực 4 hôm sau, Nico sư bà đã tỉnh lại. Cha đến và cho bà xưng tội. Bà kể hết lai lịch, nguyên quán Cái Nhum, quận Chợ Lách. Nơi đây cũng rất nhiều người Công giáo. Khi còn nhỏ, bà học trường đạo, được giữ nhiệm vụ ca đoàn trưởng, ca đoàn giáo sứ, đã tham gia hội con cái Đức Mẹ và rất năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Rồi vì tình duyên trắc trở, bà lưu lạc ở Sài Gòn. Do vấn đề sinh kế, đã phải vào làm việc trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn. Thời gian trôi qua, bà được giới thiệu ra tu ở một ngôi chùa ngoài Huế. Tu ở Huế 20 năm thì được vua Bảo Đại ban sắc lệnh là bậc chân tu, được lệnh vào Sài Gòn lập chùa sư nữ khác. Ở Sài Gòn được một thời gian ngắn thì bà bị bệnh lao phổi và thổ huyết quá nặng. Nằm ở bệnh viện, mỗi khi thấy cha đi qua cũng muốn gặp để trình bày cặn kẽ mọi việc, nhưng hình như ma quỷ nó ngăn cản thế nào, muốn gặp cha cũng không được. Nhưng dù sao, trong suốt thời gian bỏ Chúa, bỏ Đức Mẹ, thỉnh thoảng bà cũng đọc một hai kinh kính mừng nhớ đến Đức Mẹ. Mãi hôm nay mới đánh bạo nói với cô y tá trực, vì biết cô này cũng là người Công giáo, cho nên bà đã được chịu các phép bí tích theo nghi thức Công giáo. Nico sống thêm được 2 tuần nữa thì qua đời rất sốt sắng trong bàn tay của Đức Mẹ. Sau khi sư bà chết, có một nhà sư khác đến trách móc cha Nho, thiếu chi người mà cha đã cướp một sư bà của chúng tôi. Ngài đã phải giải thích, trước kia bà là người Công giáo, nay có ý muốn trở lại để được chết theo nghi thức của Công giáo, và mời chúng tôi đến để cho bà được tội nguyện. Sau khi khám xét tử thi, người ta thấy trong ví da của sư bà có các giấy tờ chứng minh bà là người Công giáo, một lá thư trói trăng cho thân nhân cha mẹ biết bà đã được chịu phép bí tích trước khi chết. Đám tang của Nico sư bà đã được cả 2 tôn giáo tổ chức rất long trọng, có rất nhiều thượng tọa, đại đức, tỳ kheo và các ni cô chú tiểu đi dự đám tang thật đông đủ, nói lên ý nghĩa một con người ăn ngay ở lành thì luôn luôn gặp được phước hạnh. Lời bàn, câu chuyện khó tin mà có thật. Hoàn cảnh con người ta đã bị xô đẩy đến một khúc quanh mà không muốn đến rồi cũng phải đến. Phật giáo thì gọi là nhân quả, Công giáo thì gọi là thánh ý Chúa. Một cô gái rất xinh đẹp chẳng may bị sa vào chốn thanh lâu hay vào tay một tên thảo khấu, người ta cho là duyên kiếp. Nhưng nếu có sự kiên trì tin vào một đấng tối cao nào đó mà ăn ngay ở lành, cũng có thể đổi được duyên kiếp. Nico sư bà này đã chứng minh điều đó. Bị tình nhân phụ bạc, sống leo lắc ở Sài Gòn, có biết bao nhiêu cạm bẫy.
chị đã không sao vào cảnh giang hồ mà lại vào tu ở trong một ngôi chùa. Dù khác tôn giáo của mình, nhưng cảnh chùa thanh nặng, êm đềm với câu kinh, tiếng kệ đã gợi nên tấm lòng từ bi bác ái của chị. Chị đã tu hơn 20 năm, lại còn được giao nhiệm vụ tổ chức một ngôi chùa sư nữ khác cho các tín hữu ở Sài Gòn, thì quả là một con người có đức độ cao cả, bền vững. Nhưng cuối cùng, nhờ một hai kinh kính mừng kính Đức Mẹ mà chị đã được Đức Mẹ đối thương đến trong giờ sau hết. Vậy chúng ta cứ phải kính mến Đức Mẹ, dù đến đâu thì đến. Ngay bây giờ có khi như thất vọng, nhưng rồi ơn Đức Mẹ sẽ đến với chúng ta mà ta không biết. Tạ ơn Chúa.